À, giờ hai đứa này chuẩn bị đi thay dâu. Hôm nay nó mới mở đường tuần à, mà nó cho mua hai rổ tặng một rổ, giá thì lên giá rồi, nhưng mà hai đứa mắm này nó khoái đi thay dâu luôn, nên giờ chở đi thay dâu một bữa nữa. Lần đầu tiên, lần đầu trong năm 2021. Đây đây, giờ mình đi nha. Xách đồ lên cho mày. Hai chế tới nay rồi, hai bác nông dân rất là sung. Ngày hôm nay mới ngủ được 5 phút trên xe, giờ đi xuống đi nữa. Tỉnh tỉnh liền luôn. Ủa cái này, cái luống này không lẽ nó bỏ không ta, hay cái hay người ta hái hết rồi? Nếu mà không trồng là mấy này nó dẹp đi hết rồi, nó là cái phiêu hết luôn, nó không phải có này, chắc người ta trồng hái hết rồi đó. Chưa xuống dưới mày ơi, chỗ này người ta hái hết rồi. Đi xuống dưới coi nè, đây thì chỉ có trồng dâu với lại đào thôi. Nè, giờ vô cái luống này mình hái. Đó, mấy cái dầu nè không. Sao không biết? Bố nhìn còn đúng rồi đó, của đeo tà. Nè đó, hái đi, trái là màu đỏ hái nha, màu đỏ màu bự á. Trái đó hả? Trái đó hái cũng được á. Ừ, con bé này là nó tới đây là giờ nó gần 5 tuổi, là nó tới đây 5 lần trong vòng 5 năm luôn, có 5 lần mà là 5 năm tới liên tục luôn. Gì trái dầu mắc cười nhỏ xíu đúng không? Rồi hái đi, tao coi coi. Thôi trái này hái được đây, trái này nè, trái này. Ừ, con muốn hái trái đó cũng được nữa. Mẹ với kia kìa bà. Có hướng bên đây có phải kia mẹ cũng nghe luôn mà. Cũng quê con nói đại mẹ. Cái này bị lủng vậy, bị lủng rồi ăn. Trái này còn sống rồi hả? Dơ. Ừ, không ngay mà. Ừ. Thẳng hoa không á? Không, trái sạch. Dạ. Không biết trái nào sạch à? Thằng trái này mất rồi. Ăn. Bây giờ không lẽ nó chạc tiền đi vô 2 đồng nữa chưa? Nó hỏi tuổi luôn. Tao chạc cái ông mũ vậy chết á. Đâu đâu có coi trái hái được. Ừ, hái đi. Nắm. Giật mạnh vô. Đó. Bỏ vô. Cái này cũng được. Trời ơi, mấy đứa hái trái nhỏ xíu coi, mẹ con hái trái bự không kìa. Tiếp này kìa. Tiếp này con hái trái bự vô. Nè. Gì? Ừ. Con ở trong kìa. Nè, trái này ngon nè. Cái này. Ừ, đó. Cái này hơi bị xanh á. Ờ. Hái tạ luôn mày. Vẫn hơi bị xanh nè. Hái được. Mình đừng hái nha.
Nhận ký vô đã bị bể. Nè trái nữa ha. Nhận ký à. Nhận ký à. Không sao hết. Nhận có cắn không? Bà lấy tay đáp xuống á. Nè cái trái được luôn nè. Bà mấy bài đó dở đi đầu quá. Mấy bài nó bay đi tùm lum nơi hết mẹ. U trái này bự chảy luôn nè. Mà nè, mà nó còn xanh lắm. Đâu đâu đừng 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 đợt cái hái trái đó. Con thấy cái này. Cái này được. Trái nó được á, tiếp này hái đi. Ừ. Giật mạnh vô. Lao động cực khổ quá hả bà. Bố trái này được. Trái này con ăn hết trái xíu à. Hai con hái trái bự vô. Như vậy. Tay em đợt trái. Con trái này có được không nè. Dân lao động quá là cực khổ luôn. Thấy chưa. Thấy không, thấy mẹ hái chưa. Mấy trái to như vậy nó hái nha. Con thấy là con thấy trái bự. Nó được rổ xếp vô. Sau 5 năm trời kinh nghiệm mình mua, giờ mình sẽ xếp lại. Hôm nay là mua 2 rổ tặng 1 rổ. 1 rổ giờ lên giá tới 14 đồng 50 xe lần. Hồi xưa chỉ có 10 đồng hay 12 đồng à. Cứ mỗi năm lên 1 đồng. Mệt chưa? Hái xong rồi bỏ cỏ vô luôn hả? Con giáp chân. Con giáp chân nè. Con giáp chân. Cái này cũng bự. Cái bụng. Cái bụng. Nè bự nữa không? Mày có một trái này nè, hai. Trái bên đâu trái này hả? Nè trái này. Trái này hả? Bộ nó nhiều nhiều nó ăn. Bá tay. Bà. Giờ mấy chế hốt được 3 xô rồi, giờ đi về. Ôi đổ. Trời ơi. Con cầm mày. À, mấy đứa này giờ nó xong rồi.
Chỉ có hai, có một hai luống thôi, ba xô chứ bự không luôn. Ấp bà. Lại coi con bào kìa. Đây đợi nón vô rồi bó sách về nè. Tên mày tới đây từ hồi nhỏ luôn, hồi tên mày chưa đi luôn, tên mày chỉ còn ngồi chỗ rồi. Rồi đi. Rồi đi. Go.